Chào các bác nhé, em giới thiệu các bác tiếp cái chiếc máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông này, một cái con máy gọi là ngon, bổ rẻ, lành bền. Ở cái thời điểm này thì con đồng hồ vuông có giá 2,3 triệu, thì cái giá thành của nó quá là rẻ các bác ạ. Chất lượng thì cũng không kém gì con mặt nguyệt luôn, mà rẻ hơn con mặt nguyệt khoảng 1 triệu. Đây, một con đồng hồ vuông mã số 6 các bác nhé. Hình thức mọi thứ chung là khá là ổn như trên hình các bác. Hoạt động vận hành mọi chức năng ok, ngon lành hết. Đấy, bảo hành 1 năm. Đối với áp điện 220V rồi. Hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật, tăng giảm ánh sáng. Đấy. Tắt bật ion, eco tiết kiệm. Bên trong nội thất rất là sạch đẹp các bác nhé. Hai cột tĩnh điện hai bên rất là sáng này. Đấy. Ở những cái model này thì bụi khi mà đi vào màng HEPA này các bác thì nó phải đi qua hai cột này luôn thì mới đi vào được màng này. Đấy, nó mới là cái ưu điểm của các cái dòng này. Hiện tại những bọn này đang sở hữu cái ưu điểm này các bác ạ. Em bán chiếc này 2,3 triệu, bảo hành 1 năm nhé, chưa phí vận chuyển. Các bác ở xa mua đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt nhé. Hàng tập ẩm rất là mới này. Chức năng của nó lọc khí bụi mịn 2.5, khử mùi hôi, nấm mốc, hôi thuốc lá trong phòng từ 2013. Series 7129. Giá có 2,3 triệu thôi là các bác dùng chục năm, 20 năm chả phải nghĩ gì về cái máy này đâu, nó cực bền luôn. Cực bền. Linh kiện thì dễ thay thế, nói chung là siêu lành bền đối với dòng Daikin này các bác nhé. Chào các bạn.